Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật... Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề phần 4 Kinh Quán Vô Lượng Thọ đề cập đến điều kiện và chính phẩm giảng sinh. Khái niệm chính phẩm giảng sinh được đề cập trong văn học Tịnh Độ Tông là thuộc về sau nhất của dòng tông phái này, và chủ yếu là có mặt trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Người Trung Quốc có thói quen phân chia thứ lớp theo thượng, trung và hạ, mà nói nôm na trong tiếng Việt là cao nhất, vừa và thấp nhất. Trong loại cao nhất cũng có thượng, trung và hạ, loại vừa cũng có thượng, trung, hạ, và loại thấp nhất cũng có thượng, trung, hạ. Mỗi một cấp bậc thì có 3 nhóm, tổng cộng lại trở thành là 9 cấp bậc giảng sinh, lệ thuộc hoàn toàn vào các điều kiện thực tập mà hành giả có thể trải nghiệm trong cuộc đời, từ đó quyết định sự tái sinh nhanh chóng hay là chậm chạp, và sau khi vãng sinh về Tây Phương là giác ngộ chứng đắc hay là phải trải qua nhiều số kiếp tu hành mới thành tựu. Bỏ qua yếu tố thời gian là một sai lầm lớn. Nói một cách khác là sau khi vãng sinh, phần lớn các chúng sinh phải tiếp tục tu tập đúng phương pháp tâm linh, cụ thể là tứ diệu đế mà Đức Phật đã dạy, thì mới hy vọng rằng trong một số kiếp nhất định mới được trở thành thánh nhân. Để có được một trong chín phẩm bản sinh như vừa nêu, Đức Phật khẳng định trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, các hành giả phải tinh tấn tu tập và đạt được tối thiểu là 4 điều kiện cần và đủ. Phần lớn các hành giả Tịnh Độ Tông không để ý đến các điều kiện bắt buộc, mà chỉ nhớ đến cái cơ hội được giáng sinh. Bỏ chánh nhân mà mong được chánh quả là một sai lầm mà Đức Phật đã liệt vào loại cầu bắt đắc khổ. Nỗi khổ niềm đau do cầu nguyện mà không đạt được thành tựu. Do đó khi thực tập pháp môn Tịnh Độ theo Kinh A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ và niệm Phật Ba La Mật, các hành giả hãy tập hợp tất cả các nhân tu và duyên tu thì mới có thể hy vọng đạt được nhất tâm, và đây là điều kiện để được giảng sanh Tây Phương. Nếu trong Kinh A Di Đà Đức Phật nhấn mạnh đến 5 điều kiện tiên quyết là căn lành lớn tức hết tham sân si, công đức lớn tức dạng thiện công đức, nhân duyên tốt lớn tức là tạo điều kiện môi trường cho mọi người cùng tu, quán pháp lớn tức là lấy dữ liệu ta bà làm chánh nhân của pháp âm, và cuối cùng là nhất tâm bất loạn, thì trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Đức Phật nêu ra 4 điều kiện
vừa mang tính cách tương thích với năm điều kiện trong Kinh Di Đà, vừa bổ sung một cách không thể thiếu mà các hành giả Tịnh Độ Tông phải lần lượt trải qua. Trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật lại khẳng định đến vài chục các nỗ lực gắn kết với việc thanh tịnh quá tâm. Chỉ khi nào hành giả thanh tịnh quá tâm, khỏi tham sân si và các phương pháp tu để thanh lọc tâm trở nên thanh tịnh, thì việc vãng sanh Tây Phương mới có thể trở thành hiện thực. Trên nền tảng này, chúng ta hãy tuần tự phân tích về các điều kiện được nêu ra trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ về việc vãng sinh. Bốn điều kiện vãng sinh. A, phát ba tâm lớn. Phát tâm là một thuật ngữ mà kinh điển Đại Thừa mô tả là tâm của hành giả bắt đầu mở ra theo hướng Đại Thừa, tức là luôn luôn hướng về sự tu tập hành trì và giúp đỡ cho tha nhân cũng cùng đạt được các giá trị tâm linh. Phát khởi là sự khởi đầu của việc chuyển hóa tâm. Và nếu không có phát tâm thì sự chuyển hóa tâm chưa có thể đạt được trọn vẹn, thì không hy vọng gì được giáng sinh. Về việc phát tâm, Đức Phật nêu ra ba phương diện. Thứ nhất, tâm chí thành. Chí thành trước nhất là một thái độ bày tỏ lòng tôn kính pháp môn, tôn kính Đức Phật A Di Đà, các vị thánh chúng, tôn kính các bản kinh mà dựa vào nó việc thực tập có kết quả, tôn kính nhân quả, vì thiếu nó chúng ta không thể sống một đời đạo đức đúng nghĩa. Tôn kính các giá trị nhân bản, nhân đạo, nhân văn, vì thiếu nó tâm vô ngã vị tha không thể thực hiện được. Đang khi thực tập pháp môn, Đức Phật không hề dạy chúng ta là phát nguyện, mà dạy chúng ta là phải thể hiện tâm chí thành. Chí thành ở đây chỉ là chỉ đơn nhất là pháp môn thôi. Ngoài ra không để cho tâm bị tạp nhiễm bởi bất kỳ một điều kiện hoàn cảnh nào, là tác động ngoại tại đã được vượt qua, hành giả trải nghiệm được chánh niệm bây giờ và tại đây. Thứ hai là thâm tâm, tâm chiều sâu, tâm thẩm thấu, tâm nhìn được các lớp mọi sự vật và hiện tượng trong cuộc đời. Và nói cái khác, đây là tâm trí tuệ ta. Bác Nhã Tâm Kinh khẳng định rất rõ, khi mà con người sống với trí tuệ, các lớp khổ đau liên hệ đến thân và tâm sẽ được cắt lớp, thấy rõ phần lớn đều liên hệ đến chấp ngã sở hữu, chấp pháp, dưới hình thức xem chúng là của tôi, là sở hữu của tôi, là tự ngã của tôi, mà trên thực tế chúng vốn không phải như thế. Sống với thâm tâm là sống với chiều sâu. Ai có trí tuệ, người đó có chiều sâu của điềm tĩnh, thâm trầm, sức chịu đựng vững, và tư duy bao giờ cũng hướng đến sự tích cực. Nói cách khác là ai biết sử dụng như lý tác ý, tức là đánh giá sự vật như chúng đang là, tránh dự kiến để vượt qua mọi chấp trước dị nguyên của trần cảnh và trí tuệ, người đó đang sống với thâm tâm đúng nghĩa. Thứ ba, hồi hướng phát nguyện tâm. Hồi hướng là sự quay về, sự hướng tế, ở đây là tha nhân.
Khi chúng ta thấy các chúng sinh có những nỗi khổ niềm đau ít nhiều liên hệ đến hạnh phúc của bản thân và khổ đau của bản thân, thì việc quan hoài đến họ, tìm các phương pháp để giúp cho họ vượt qua khổ đau là phát nguyện lớn của những người tu theo Phật pháp nói chung và tu theo tịnh độ nói riêng. Tâm hồi hướng trong tình huống này là một phần ứng dụng của lòng từ bi, quan hoài đến hạnh phúc của tha nhân. Làm thế nào để giải quyết các vấn nạn khổ đau mà họ đang bị vướng phải? Phát nguyện đây không nhất thiết là giảng sanh Tây phương, mà là phát nguyện độ sinh, phát nguyện kết liễu các bế tắc khổ hạnh, khổ đau, trở ngại, chướng duyên, tật ấp mà con người sống đối diện với chúng hàng ngày hàng giờ, như là những thất đố hay là như là những kết quả xấu. Vấn đề trọng yếu là để hồi hướng và phát nguyện có kết quả, đang khi thực tập pháp môn thiền hành, niệm tụng hoặc là trì danh hiệu Phật, hành giả đừng để cho tâm hồi hướng và phát nguyện can thiệp vào. Vì như thế là chúng ta đang sống với cái tâm loạn động, mặc dù sự loạn động này hướng về cái chí thiện. Sự phát tâm như vừa nêu gồm có 3 phương diện rất tích cực, mà nếu thiếu chúng á, chúng ta khó có thể đạt được nhất tâm. Nếu tâm chí thành là sự chuyên nhất, mà theo đó mọi vọng tưởng, vọng niệm, tạp tưởng đều không có mặt, thì thâm tâm là tâm đánh giá mọi sự vật hiện tượng bằng trí tuệ. Với 2 yếu tố này đó, thì hành giả sau khi thực tập niệm Phật, tu trì pháp môn, có thể hồi hướng tác công đức của mình cho các chúng sinh và phát nguyện giúp chúng sinh vượt qua được khổ đau như mình đã đạt được trên nền tảng thực tập chánh niệm. B. Giữ đủ các điều đạo đức, và đặc biệt là từ tâm bất sát. Sát hại là một hành động dầu vô tình hay cố ý, thương tổn trực tiếp đến lòng từ bi. Bất cứ một vị thánh nào, dầu là sơ quả A-la-hán, đều sở hữu tâm từ bi một cách trọn vẹn. Cho nên vẫn còn sát nghiệp giết người, giết các loài động vật, thương tổn môi trường, thì chưa có thể đạt được tâm từ bi đúng nghĩa. Do đó hành giả sẽ không có cơ hội giảng sanh Tây phương. Sát sanh bằng tâm tưởng cũng là một nghiệp xấu, dù chưa thể hiện bằng hành động cụ thể, luật pháp chưa sờ gáy. Khi mình giận một người nào ác đức, ác nhân, tàn nhẫn, vô lương, thỉnh thoảng ta khởi lên một ý niệm, giá mà ông ấy, bà ấy chết cho rồi, thiên hạ này đỡ khổ, ta đang gieo nghiệp sát sanh bằng tâm tưởng. Luật pháp chỉ dựa vào các hành động cụ thể và sự chết của một con người để xác định đó là một nghiệp sát. Đạo đức học Phật giáo nói chung và đạo đức học Bồ Tát nói riêng, khi tâm khởi lên các tâm niệm sát thì lúc ấy hành giả đã phạm tội sát sinh rồi. Tâm từ bi bị thương tổn thì không thể nào đạt được nỗ lực thanh tịnh hóa tâm. Do đó theo yếu tố thứ hai này, các hành giả tu tịnh độ cần phải ăn chay trường, mặc dù là điều rất khó nhưng là rất cần. Còn ai vẫn còn đang ăn mặn, tức là thương tổn các chúng sinh một cách trực tiếp và gián tiếp, thì điều kiện lòng từ bi bất sát chưa trọn vẹn, khó lòng giảng sanh Tây phương. Quan trọng hơn là giữ đủ những điều đạo đức Phật dạy. Ở đây ta nên hiểu
thành phần nào thì giữ trọn vẹn điều đạo đức đó. Người tại gia thì có 5 điều đạo đức: không giết hại, bảo vệ sự sống, giữ gìn hòa bình, thương yêu loài vật, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, chia sẻ những mảnh đề bất hạnh, không ngoại tình, chung thủy một vợ vào chồng, cam kết bảo vệ hạnh phúc gia đình, không lừa dối, không nói lời hai lưỡi, không những nói lời khó nghe và không nói những lời tán gẫu. Tập trung ngôn ngữ truyền thông cho các mục đích tích cực và tốt đẹp, mang lại hạnh phúc cho con người. Không uống rượu, không sử dụng ma túy và bất kỳ một độc tố nào, nhằm giúp cho cơ thể được khỏe mạnh, góp phần giúp cho việc tu tập chuyển hóa được thành công. Đó là 5 điều đạo đức mà người tại gia nào chưa thực hiện được thì khó có cơ hội để được giáng sinh. Ngoài ra, giới luật Bồ Tát còn khích lệ người tại gia trải nghiệm các tâm linh xuất thế. 10 điều đạo đức quan trọng và 48 điều đạo đức thứ yếu. Hành giả nào phát nguyện trở thành Bồ Tát sống cần trải nghiệm 58 điều đạo đức vừa nêu. Rất khó thực tập. Khi thực tập được, tâm hành giả trở nên cao vĩ, đặc biệt, xuất chúng và hướng về cảnh giới của thánh nhân. Tối thiểu người tại gia ngoài 5 điều đạo đức cần phải thực tập 10 điều thiện. 10 điều thiện thực chất là sự phát triển từ 5 điều đạo đức. Riêng điều đạo đức thứ tư chia làm 4 nhóm: không nói lời sai sự thật, không nói lời chia rẽ, không nói lời kém văn hóa và mất lịch sự, không nói những lời vô bổ. Cộng với 4 điều không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, không rượu và ma túy là 7 điều. Ngoài ra thì hành giả cần phải chuyển hóa động cơ của các hành vi để tâm thoát ra khỏi tham, sân và si. Đó chính là 10 điều hiền thiện mà người tại gia phát nguyện thực tập. Ngoài ra thì Đức Phật còn khích lệ người tại gia thực tập trọn vẹn 6 ba la mật, là 6 điều đạo đức trọn vẹn và toàn hảo: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Điều được gọi chung là các điều thiện và các điều đạo đức. Nói một cách khác là hành giả Tịnh Độ Tông muốn đảm bảo được việc vãng sanh Tây Phương thì không thể nào sơ thất những điều đạo đức mà mình đã phát nguyện thọ trì. Khi thực tập được 5 điều đạo đức, 10 điều thiện, 6 ba la mật thì mỗi người tại gia đã trở thành bậc chân nhân ở hiện tại. Và trên nền tảng đó, nếu chúng ta tiếp tục tu tập đạo đức của người xuất gia, ta sẽ trở thành là thánh nhân ở hiện tại. Và đây là điều kiện quyết định để ta có cơ hội trở thành thánh nhân ở Tây Phương sau khi vãng sinh. Bằng không á thì không thể nào đạt được. C. Đọc tụng kinh điển Phương Đẳng và Đại Thừa. Phương Đẳng là các bản kinh dẫn nhập vào Đại Thừa, tức là những bài kinh Đại Thừa vỡ lòng, giúp cho chúng ta phát khởi tâm Bồ Đề, tâm cầu đạo giải thoát, tâm hướng đến trí tuệ, tâm thực tập thiền định một cách trọn vẹn, tâm độ sanh phụng sự trên tinh thần vô ngã và vị tha. Tất cả các bản kinh hướng dẫn về Đại Thừa như vừa nêu là rất cần thiết. Từ đó khi đi vào các bản kinh Đại Thừa chánh thức, chúng ta không cảm thấy quá khó khăn.
Những bản kinh Đại Thừa quan trọng bao gồm kinh Hoa Nghiêm, kinh Bát Nhã, kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Lăng Già, kinh Thủ Lăng Nghiêm, vân vân. Chiều sâu triết lý của những bài kinh này sẽ giúp cho người đọc tụng và thọ trì mở mang trí tuệ, từ đó vẫy tay chào với tất cả những nỗi khổ niềm đau do thiếu trí tuệ mà ra. Do đó, hành giả tu Tịnh Độ Tông nào mà theo chủ trương chỉ tụng kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Niệm Phật Ba La Mật là một sai lầm lớn, trái ngược hoàn toàn với điều kiện thứ ba trong bản kinh Quán Vô Lượng Thọ này. Số lượng kinh điển Đại Thừa đến vài trăm bài kinh, mỗi một bài kinh vài trăm trang cho đến vài ngàn trang. Kinh Hoa Nghiêm gồm đến khoảng 4-5 ngàn trang, kinh Đại Bát Nhã gồm đến khoảng 20 ngàn trang. Tại sao Đức Phật lại yêu cầu chúng ta đọc nhiều kinh đến thế? Mỗi một bài kinh khơi bày các giá trị chân lý và giúp cho chúng ta những giải pháp để nhổ lên các nỗi khổ và niềm đau cụ thể. Tứ Diệu Đế mặc dầu là phương pháp tâm linh là quan trọng nhất của Đức Phật, nhưng nói quá gián tắc. Các bản kinh Đại Thừa là dùng ngôn ngữ phân tích, giải thích, chứng minh, biện luận, đi vào chiều sâu của từng vấn đề để giúp cho chúng ta hiểu thấu đáo, hiểu triết lý, nhờ đó hành trì có kết quả. Rất tiếc là phần lớn các trường phái Tịnh Độ Tông xuất phát từ Trung Quốc và Đài Loan cực đoan ở chỗ là khuyên các hành giả Tịnh Độ Tông chỉ đọc bản kinh A Di Đà suốt cả cuộc đời, và cực đoan hơn nữa là chỉ khuyên các hành giả đọc danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Đây chính là lý do mà chúng tôi thường khuyên các quý Phật tử tại các giảng đường phải đọc càng nhiều kinh thì càng tốt. Chúng tôi cũng thường đưa ra các ví dụ: mỗi một bài kinh là một thực phẩm tâm linh, một toa thuốc trị bệnh. Ai sở hữu được các thực phẩm tâm linh nhiều, các toa thuốc nhiều, thì khi vướng phải những nỗi khổ niềm đau với những tình huống cá biệt, chúng ta có giải pháp đem ra ứng dụng để giải quyết liền. Thử hình dung một người nào đó từ lúc mới sinh ra cho đến lúc qua đời chỉ ăn có một loại thực phẩm, chẳng hạn như cơm trắng, canh, đồ kho, thì chắc chắn rằng là người ấy sẽ dư thừa những thứ thực phẩm vừa nêu, lại thiếu rất nhiều các loại thực phẩm khác. Ăn phúc phê vì thế đã trở thành sự lựa chọn rất thích hợp về phương diện y khoa và sức khỏe đối với từng người. Như vậy, thay vì chúng ta ăn cái món ruột, hãy chọn các thực phẩm nào có đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Người nào đang bị những chứng bệnh phát phì thì hãy nên kiêng cử các loại chất béo, chất dầu mỡ, chất guco, chất tinh bột, chất đường. Vì như thế sẽ giúp cho người đó khắc phục được các chứng bệnh liên hệ đến béo phì mà ra. Tương tự trong tâm linh, nếu người nào đó không bị dứa vào chấp thân thì việc đọc những bài kinh liên hệ đến việc giải quyết khổ đau từ chấp thân không cần thiết lắm. Lúc đó ta tập trung vào các bài kinh mà nội dung của nó giúp cho chúng ta giải quyết được các loại chấp khác mình đang bị vướng phải. Chẳng hạn, ai bị chấp vào cảm xúc, chấp vào lời thị phi, chấp vào cái tôi, chấp danh dự, tự ái, tự trọng, nhạy cảm, là đang biết rằng là mình bị kẹt vào chấp cảm xúc, thì lúc đó ta nên đọc và thọ trì bài kinh Tứ Niệm Xứ và 16 pháp quán niệm hơi thở,
Tại hai bài kinh này, Đức Phật nhấn mạnh đến giải pháp để giải quyết chúng một cách an toàn. Nếu thực tập hai bài kinh kia mà vẫn chưa có kết quả, các hành giả có thể tiếp tục thực tập bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc trong kinh Trung Bộ, gồm có 7 phương pháp giải quyết toàn bộ nỗi khổ niềm đau liên hệ đến chấp và cảm xúc và chấp tâm. Chứ nếu chỉ đơn thuần đọc bài kinh A Di Đà thì không đủ, chắc chắn là không đủ. Dầu cho bài kinh đó có được bơm phồng giá trị tâm linh cỡ nào đi nữa, thì cái tính năng trị liệu khổ đau của nó cũng ở một số phương diện nhất định thôi. Cái tinh tế của Đức Phật ở chỗ là khuyên chúng ta đọc kinh Phương Quảng và kinh Đại Thừa. Kinh Phương Quảng là những bài kinh Đại Thừa sơ khởi, còn Đại Thừa là Đại Thừa cao cấp, tức là phải đi theo trình tự từ thấp đến cao, chứ phải mới bắt đầu đi chùa mà vô đọc kinh Pháp Hoa, Bát Nhã, Niết Bàn, Thủ Lăng Nghiêm thì sẽ bị dội ngược vì không thể nào hiểu được. Tại các trường Phật học tiên tiến, những bài kinh Đại Thừa cao cấp chỉ được giảng dạy ở năm thứ hai của chương trình thạc sĩ và năm thứ nhất của chương trình tiến sĩ thôi. Rất tiếc, nền Phật học Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam đã sai lầm về phương pháp luận và không đi đúng theo bản kinh này, cho nên Phật tử mới đi chùa đã cho đọc các bài kinh như Pháp Hoa rồi, từ đó dẫn đến là mê tín kinh. Đọc kinh để cầu phúc báo, chứ phải đọc kinh để khai thác và sống với trí tuệ nhất Phật thừa mà Đức Phật đã dạy. Lỗi nằm ở các nhà truyền giáo chứ không nằm ở Phật tử. Nhà chùa cung cấp bài kinh nào thì người ta có cơ hội đọc bài kinh đó, vậy thôi. Chùa Giác Ngộ, kể từ khi chúng tôi làm trụ trì từ năm 92, bản kinh tụng hàng ngày đó gồm có 49 bài kinh. Rồi lúc đó, khi nào chúng tôi không có mặt thì ở chùa lại tiếp tục tụng các kinh Pháp Hoa thôi. Tức là người ta tụng riết bị nghiền. Cái kinh nào mình đọc riết rồi mình thấy nó như một thực phẩm, thiếu nó mình chịu không được. Đang khi 49 bài kinh trong kinh mà ngài lại đi theo một trình tự từ thấp đến cao, trong đó có Nikaya, có A Hàm, có Phương Quảng và có Đại Thừa, tức là 4 cấp bậc của kinh điển để giúp cho chúng ta hiểu rõ theo trình tự mà theo Đức Phật là rất cần thiết. Các Phật tử đi chùa Giác Ngộ vài chục năm, khi nào năm nào mà 7-8 tháng chưa tụng kinh Pháp Hoa là lên năn nỉ: thầy ơi, cho tụi tôi tụng kinh Pháp Hoa, nhớ kinh Pháp Hoa quá, thấy mắc tội quá cũng phải cho họ tụng. Cho nên làm mà thiếu phương pháp sẽ tốn nhiều thời gian nhưng kết quả là không cao. Nhảy vọt chỉ thích hợp với một số đối tượng khi mà trình độ tâm linh và trí tuệ của người đó là vượt trội hơn người bình thường. Khoảng đại đa số phải đi theo một trình tự thì mới có thể được đảm bảo. Hòa thượng trụ trì của chùa Giác Ngộ, tức là bổn sư của chúng tôi, sau năm 75 đó, các ấn bản kinh Đại Thừa do Hòa thượng Thích Trí Tịnh phiên dịch, Hòa thượng đều mua về mỗi loại là 100 bộ. Vào thời điểm từ năm 1975 cho đến năm 1987 đó, số lượng Phật tử đi chùa được 100 người là quý lắm rồi. Thời gian đó khủng hoảng tài chính, khủng hoảng chính trị, khủng hoảng kinh tế dẫn đến rất nhiều các lực khủng hoảng, người ta sợ mà không dám đi chùa, hoặc là đi thì cũng là lén lút thôi chứ không dám công khai nữa. Với 100 bộ là đủ cho số lượng người đi tụng mà. Có khi thì tụng kinh Địa Tạng, lúc thì tụng kinh Niết Bàn, lúc thì tụng kinh Hoa Nghiêm, lúc tụng kinh Bát Nhã, lúc tụng kinh Pháp Hoa, cứ như thế luân phiên tụng niệm từ năm này sang năm nọ. Và chùa Giác Ngộ vào thời điểm đó có lẽ là chùa duy nhất tụng nhiều bản kinh nhất, trong đó có kinh Đại Bổn Tích gồm 14 tập. Đó là một loại kinh Đại Thừa chiều sâu và chiều cao.
Thế ai đã trải qua trình độ đại học đó thì việc đọc tụng các bản kinh đại thừa sẽ ít gặp các khó khăn hơn. Thì ngôn ngữ biểu tượng triết lý trong các bản kinh này quá nhiều. Nền tảng để học vững sẽ giúp cho chúng ta đào sâu vào kinh điển và rút ngắn thời gian thực tập. Để đọc tụng kinh điển, ta có hai phương pháp. Phương pháp một là tụng kinh. Đó là cái thức quản đại đa số chúng ta sử dụng trong các chùa. Có chuông mỏ, có thầy khóa, có trình tự, có trường canh và có một tập thể cùng đọc, cùng tụng. Nhịp trường canh của mỏ sẽ giúp cho mọi người ngăn ngay giọng đọc, không người đọc trước kẻ đọc sau. Với tâm chí thành, chí kính, đọc từng trang, từng chữ, chúng ta sẽ hiểu rõ và thấu đáo lời Phật dạy hơn. Nhờ đó chúng ta có thể ứng dụng kinh trong đời sống thực tiễn. Đây là cách vừa mở mang trí tuệ mà vừa có công đức do lòng tôn kính Phật bảo và pháp bảo, rất cần thiết cho mọi người tu và những người tại gia. Lối đọc tụng thứ hai không cần có bàn Phật, ta chỉ cần có một cái bàn, một cái ghế để quán kinh ở trên bàn, và ta đọc quyển kinh như là đọc một quyển sách, đọc chậm rãi, có nghiền ngẫm và có ghi chú. Nhờ đó những vấn đề thắc mắc chưa hiểu thấu đáo trong kinh, chúng ta có dịp tra khỏi lại tại các từ điển chuyên khoa về Phật học và các từ điển Phật học trên mạng, hay là tham vấn hỏi các bậc thầy có kinh nghiệm chuyên sâu về Phật pháp. Từ lúc làm chú tiểu tại chùa Giác Ngộ, chúng tôi may mắn có thói quen đọc tụng kinh như dạng thứ hai. Lúc nào lên đọc kinh cũng có một sấp giấy và cái viết để ghi chú. Do đó chúng tôi không đọc bằng lời. Thì có lẽ đó cũng là lý do mà bây giờ cái dòng đọc tụng nó dở ẹt. Chứ nếu mà đọc ngăn nga như các thầy có giọng hay thì bây giờ mình cũng đỡ khổ rồi. Phật tử mời đi đám nhiều. Và nhờ có ghi chú, sau khi kết thúc thời kinh, chúng tôi lại đọc lại những đoạn đó. Và chúng tôi xin sư phụ mình cho riêng một bộ đó. Ví dụ là khi đọc kinh Đại Bảo Tích thì chúng tôi lấy riêng một bộ riêng. Và đến giờ tụng kinh thì mình cầm cái quyển kinh của mình xuống ở dưới chùa tụng, để có thể ghi chép, ghi chú ở trong bản kinh luôn. Và tối đến là ghi chép lại các cái đoạn kinh quan trọng đó ra các quyển tập. Đến bây giờ chúng tôi vẫn còn khoảng 20 quyển tập như thế, viết bằng loại mực mà bây giờ may mắn nó không bay. Và nhờ học kinh bằng phương pháp như thế cho nên từ nhỏ mình đã nắm vững được Phật pháp à. Rồi nếu mà mình chỉ đọc lào lào, đọc thật nhanh như là xe lửa chạy, có lẽ mình cũng giống như bao nhiêu người khác thôi, đọc rồi sẽ quên hết. Có ghi chép, chúng ta chỉ đọc là cái phần tinh hoa được ghi chép này thôi, chúng ta sẽ nhớ được phần lớn những nội dung tinh hoa mà Đức Phật đã dạy. Nếu có phương pháp ghi chép thì chỉ cần ghi những cái câu gợi ý là nội dung chính sẽ được nhớ theo. Ngày nay tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi dạy môn và phương pháp nghiên cứu cho tăng ni và cũng truyền trao những kinh nghiệm đó. Ai đọc tụng kinh điển có ghi chú, đọc sách có ghi chép thì học xong cuốn nào là có nội dung chuẩn của cuốn đó. Còn bằng không, đọc xong 10 năm vẫn không nhớ gì hết, vì không có bộ nhớ nào vĩ đại đến độ là nhớ tất tần tật mọi thứ. Và cũng không nên sử dụng bộ nhớ để xử lý ký ức, mà sử dụng trí thông minh để giải quyết các dữ liệu. Đó là phương pháp. Và cũng nhờ phương pháp này chúng ta sẽ hiểu thấu đáo nội dung các bài kinh hơn. Bằng hai phương pháp đọc tụng đó, các hành giả một mặt được phước báo do tôn kính kinh, do tôn kính Phật, mặt khác
chúng ta thâm nhập kinh tạng. Còn nếu mình đọc một bài kinh là không thể nào thâm nhập kinh tạng, vì tạng là một kho tàng, nó còn nhiều hơn là một thư viện nữa. Thư viện kinh là một bài kinh, làm sao mình thâm nhập được? Phải đọc nhiều, ta mới nối kết được các vấn đề trước, sau, trong, ngoài. Tại sao Đức Phật nói vấn đề này mà không nói vấn đề khác? Tại sao Đức Phật cho người A ngày nói với bài kinh A, cho người B ngày giảng bài kinh B? Phải đọc nhiều chúng ta mới nối kết được những sự kiện đó, còn đọc ít là chịu thua. D, tu hành lục niệm. Lục niệm là sáu phương pháp niệm, hoàn toàn phù hợp với kinh điển Pali, kinh điển A Hàm và các kinh điển đại thừa khác, bao gồm như sau: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Bố Thí, niệm Đạo Đức và niệm kết quả vãng sanh làm chư thiên, tức làm con người ngoài hành tinh. Như vậy, kinh A Di Đà không khuyên chúng ta chỉ có niệm Phật, kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng không khuyên chúng ta chỉ có niệm Phật mà phải duy trì lục niệm. Rất tiếc, các vị chủ trương Tịnh Độ Tông cực đoan đã không truyền bá nội dung quan trọng này, chỉ có khích và yêu cầu các hành giả niệm Phật duy nhất mà thôi. Niệm Phật trong kinh điển bao gồm 10 đức hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Mỗi một đức hiệu của Phật là một cách thức tu tập chuyển hóa. Như vậy là khi niệm Đức Phật với 10 đức hiệu, ta đang trải nghiệm tâm mình với 10 đức tính cao thượng. Đó là điều rất quan trọng mà phần lớn các hành giả Tịnh Độ Tông quên mất điều này. Ví dụ như cái niệm Như Lai thì phải hiểu trước cái Như Lai là không từ đâu đến và cũng không đi về đâu. Phần lớn chúng ta chấp vào cái nơi xuất thân của mình, nơi xuất phát của mình và cái mục đích mà mình đạt được. Ở đây là sự thực tập và sự vật như chúng đang là, trải nghiệm cái chân như bản lai diện mục của mọi sự vật và trở thành Phật, là đạt được loại trí tuệ không phân biệt đó. Bây giờ mình đang niệm Phật mà không phát nguyện để đạt được năng lực này, không nỗ lực để đạt được theo, thì Đức Phật là Đức Phật mà chúng ta vẫn tiếp tục là phàm phu thôi. Danh hiệu 2, Ứng Cúng, đáng cúng dường. Nhờ tu tập trí tuệ và đạo đức trọn vẹn. Nếu như mình không niệm cái đức hiệu đó, chúng ta không tu tập trí tuệ, cũng không có tu tập đạo đức, thì làm sao có đủ điều kiện để được vãng sinh? 8 đức hiệu còn lại cũng đều là những đức tính tốt mà các Đức Phật đã có, đã chứng đắc. Các hành giả niệm Phật cần phải nhớ 10 đức hiệu này, chứ còn niệm Nam Mô Di Đà Phật không quan trọng, vì Đức Phật nào cũng có 10 đức hiệu giống như nhau. Niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, niệm Đức Phật Dược Sư, niệm Đức Phật A Di Đà, hay là niệm bất kỳ một đức Phật nào thì cũng phải nhớ đến 10 đức hiệu đó. Còn chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật mà bỏ quên 10 đức hiệu là không đúng phương pháp lục niệm. Niệm giáo pháp Đức Phật nêu ra có 5 đặc tính: thiết thực hiện tại, tức là giáo pháp của Đức Phật có kết quả thực tập hiện tại, không phải chờ sau khi chết. Siêu việt thời gian, thời đại nào Phật pháp vẫn tiếp tục phù hợp và mang lại hạnh phúc cho chúng ta, chứ không bị lỗi thời. Đến để mà thấy, tức là dùng trí tuệ, tri thức để đánh giá kinh, chứ không phải đến Đạo Phật để lắng nghe và tin một cách mù quáng như các tôn giáo khác. Hướng đến lệ lạc, tức là có thực tập là có kết quả hạnh phúc ăn vui, và dẫn đến kết quả giải thoát, chứ không phải chỉ đơn thuần là phước báo thông thường. Như vậy,
Mỗi khi ta nghĩ tưởng đến lời kinh Phật dạy, hãy nhấn mạnh đến năm nội dung bao nhiêu. Ở đây không hề có nội dung nào liên hệ đến đọc kinh để cầu phúc, đọc kinh để cầu nguyện tuổi thọ, đọc kinh để cầu mua may bán đắt. Chuyện đó hoàn toàn không có. Còn niệm chư tăng là nhớ đến chánh hạnh, giải thoát hạnh, từ bi hạnh, trí tuệ hạnh và độ sanh hạnh của các vị xuất gia có lý tưởng, để chúng ta tôn kính đúng người tôn kính và nương tựa những người đáng nương tựa, học hỏi những gì đáng học hỏi. Chúng ta không cuồng tín, mê tín các thầy các sư cô, chỉ đơn thuần chỉ vì các vị ấy là tu sĩ. Niệm bố thí thì Đức Phật dạy chúng ta là phải bố thí đang lúc cần, bố thí không do dự, bố thí với niềm vui, bố thí giúp người như đang thể là giúp mình, bố thí như một phương tiện để hoàn thiện nhân cách bản thân và không ỷ lại vào thành quả mà mình đã giúp đời của người. Người tu học Phật phải luôn luôn liên tưởng như thế. Niệm đạo đức tức là soi gương ngăn cách, xem phẩm hạnh, đạo đức, tư cách, lối sống của mình ngày hôm nay có tiến bộ hơn ngày qua chưa, ngày mai có tốt hơn ngày nay không, có phù hợp với luật pháp và đạo đức chưa, có thoát ra khỏi những cái nỗi sợ hãi về rai rứt lương tâm hay là không. Đó là những cách thức mà việc nhớ tưởng đến sẽ giúp cho chúng ta trở thành phẩm chất cao thượng. Niệm quả báo giảng sanh chư thiên, tức chấp nhận chết không phải là hết, sau khi chết chúng ta tiếp tục tái sinh và nhờ các thành quả tu tập ta trở thành một con người có phước báo về tuổi thọ, nhan sắc, môi trường sống, tri thức và hòa bình. Đây là sáu pháp niệm được Đức Phật nhắc đi nhắc lại hầu như không dưới 100 lần trong các bản kinh. Các vị chủ trương Tịnh Độ Tông theo phong cách Trung Quốc loại bỏ năm phương pháp niệm, giữ lại phương pháp niệm Phật. Niệm Phật như vừa nêu là 10 đức hiệu, bây giờ chỉ còn lại là Nam Mô A Di Đà Phật, tức là Đức Phật A Di Đà. Và nếu không khéo, ta sẽ biến Đức Phật trở thành Thượng Đế, Bồ Tát Quan Thế Âm và Đại Thế Chí trở thành là các vị thần linh. Và hiện nay một số Tịnh Độ Tông cực đoan đang đi theo khuynh hướng này. Đang khi sáu phương pháp niệm như vừa nêu là để khơi dậy các nguồn năng lực tốt vốn tiềm ẩn trong mọi chúng sinh. Theo Đức Phật, chúng sinh là Phật tiềm năng, Phật là Phật đã thành. Giữa tình trạng giác ngộ đã thành với giác ngộ tiềm năng khác nhau ở phương pháp, sự tu tập và cái thì hoặc hiện tại hoặc là tương lai thôi. Rõ ràng ở đây Đức Phật không hề dạy niệm Phật cầu nguyện, mà hiện nay đó phần lớn các hành giả từ Độ Tông đều vướng kẹt vào niệm một Phật một câu thì mong mình diệt tội vô lượng, lại và một lại mong mình được có phước hàng xa, toàn là chứa đầy các cái mong cầu, mà các mong cầu đó thuộc là vọng niệm. Không khéo đang khi niệm Phật chúng ta đang nuôi lớn các vọng niệm mà không hay. Đức Phật kết luận lại trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, bất cứ một hành giả nào đạt được bốn điều kiện tiên quyết như vừa nêu thì việc giảng sanh Tây Phương là không khó. Nó có điều kiện và cái giá phải trả. Và trên nền tảng bốn điều kiện giảng sanh, Đức Phật đã lần lượt trình bày chín phẩm giảng sanh hay là chín phẩm sen vàng như sau. Hai, thượng phẩm thiện sinh. Điều kiện A, người tu tập đầy đủ bốn công đức nêu trên và đạt được chánh niệm
từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ bảy mới có thể được giáng sinh. Đây là điều mà Đức Phật nêu rất rõ. Sở hữu được bốn điều kiện vừa nêu thì mới được giáng sinh thượng phẩm, thượng sinh, chứ không phải là nương vào tha lực đơn thuần của Đức Phật A Di Đà và các vị Bồ Tát từ bi. B, điềm lành, tức là các biểu hiện để chúng ta chứng biết rằng người đó được giáng sinh. Bồ Tát Quan Thế Âm cầm đài kim cương, Bồ Tát Đại Thế Chí sẽ đến trước người thực hành như một dấu hiệu. Đức Phật A Di Đà sẽ phóng đại quang minh chiếu thắp thân hành giả, các vị Bồ Tát cùng trao tay nghênh tiếp, tán thán hành giả, khuyến khích sắp tiến hành giả nỗ lực tu tập nhiều hơn nữa. C, bản thân hành giả. Hành giả khi hoàn thiện bốn điều vừa nêu sẽ được giảng sanh Tây Phương dễ như động tác khải một ngón tay. Đây là một bệ phóng. Sau khi mình thực tập đúng các điều kiện cần thiết thì việc vãng sanh tự động diễn ra. Ở đây Đức Phật không hề nói là phải cần một thầy hay là sư cô hộ niệm, cũng không cần đến ba hộ niệm. Chúng ta tự đưa mình về Tây Phương bằng việc hội tụ tất cả các điều kiện cần thiết. Đó chính là nhân quả. Hành giả cảm thấy rất hoan hỷ, thấy rõ rằng mình đang ngồi trên đài kim cương, từng bước cung kính đi sau lưng Phật, gặp được Đức Phật, nghe chánh pháp cao diệu từ Ngài, chứng nhập được vô sanh pháp nhẫn. Sau đó hành giả văn du mười phương thế giới, rồi thờ phượng thực tập theo các Đức Phật, sau đó được thọ ký, trở về lại bổn quốc, tức là cõi Ta Bà, để được trăm ngàn các môn Đà La Ni. Mà Đà La Ni là một phương tiện để đạt được chánh định. Vô sanh pháp nhẫn, tức là đạt được trình độ không còn tái sanh. Vô sanh tức là không tái sanh. Mà muốn như thế phải chứng đắc được chánh pháp trên nền tảng thực tập và trải nghiệm trọn vẹn chánh pháp. Trong kinh Tạng Pali thường nói là như củi hết lửa tắt, nhiên liệu nhen nhóm lửa sanh tử theo Đức Phật là tâm tham ái, tham, sân, si và chấp thủ. Bốn loại nhiên liệu này ai còn sở hữu nó là còn tiếp tục giảng sanh và chưa có thể chứng đắc được vô sanh pháp nhẫn. Nói một cách khác là hành giả cần phải chuyển hóa toàn bộ tâm tham ái, tâm sân hận, tâm si mê, tâm cố chấp. Còn nếu chưa trọn vẹn được bốn cái tâm này thì không thể nào giảng sanh Tây Phương theo đúng nghĩa thượng phẩm thượng sinh. Ba, thượng phẩm trung sinh. A, yêu cầu hành giả nào đạt được gần bốn điều kiện vừa nêu, riêng điều kiện thứ ba, thì dầu chưa có thể đọc tụng toàn vẹn các kinh phương đẳng và đại thừa, nhưng nếu khéo léo hiểu được nghĩa đại thừa và chấp nhận được đệ nhất nghĩa, tâm chẳng còn kinh động, thâm tính vào nhân quả, thì vẫn có thể được giảng sanh Tây Phương như thường. Ở đây yếu tố rất quan trọng được Đức Phật nhắc là hiểu kinh. Cho nên ai không có kiến thức, văn bằng, học vị, không trở ngại gì cho việc vãng sinh. Chỉ cần hiểu, mà hiểu nó liên hệ đến cái nghe và tư duy thôi. Bây giờ ta không trực tiếp đọc được kinh điển thì hãy nghe kinh. Bây giờ phần lớn các kinh đã được âm thanh hóa và chùa Giác Ngộ đã làm công việc đó cách đây 6 năm này. Từ năm 2006. Do đó chỉ cần mở các bản kinh bằng âm thanh, ta có thể nghe và trải nghiệm được việc hiểu và thực tập kinh điển có chiều sâu. Những người mù và thích nghe kinh đều đã được tặng các bản kinh điển dưới dạng âm thanh này, họ rất mừng.
và không còn trở ngại như trước đây nữa. Hiểu được đệ nhất nghĩa, tức là nhất Phật thừa, xem tất cả chúng ta đều là Phật tiềm năng, có được khả năng để trở thành Phật. Nhờ đó chúng ta không khinh thường mình và cũng không sống một cách phàm phu, chấp trước, hưởng thụ và trụy lạc. Tin vào nhân quả và sống với nhân quả là điều kiện không thể thiếu. Như vậy, thượng phẩm trung sanh chỉ có việc là thay vì trực tiếp đọc, nghiền ngẫm thì ta nghe và hiểu các kinh điển đại thừa thì giá trị tâm linh vẫn đạt được như nhau. Nói cách khác, thầy Đức Phật á, để có được giá trị tâm linh thì điều quan trọng là chúng ta phải hiểu và thực hành, chứ không hề có chuyện đọc kinh để cầu phúc báo. B. Vãng sinh cũng giống như là thượng phẩm thượng sinh. Hành giả chỉ được sinh ra trên ao thác bủ, từ đài kim tử, hoa sen lớn, sau một đêm liền nở ra. Thân hành giả có màu tử ma, dưới chân cũng có hoa sen bảy báo. Phật và Bồ Tát đồng thời phóng quang tiếp dẫn, chiếu thân hành giả mở mắt tỏ sáng, trải qua một tiểu kiếp mới chứng đắc được vô sinh. Hoa sen này tượng trưng cho sự thanh tịnh. Thực tế thì không có ai sanh trên hoa sen, tất cả con người phải sanh ra từ con người thôi. Và con người ở đây đó là thanh tịnh, tức là không bị dính bởi tham ái, tức là do phát nguyện mà vãng sinh, hoặc là do tịnh nghiệp mà vãng sinh, khác với cái việc ta bị dướng nghiệp và chịu hậu quả của nghiệp mà có mặt trong cuộc đời. Nên dùng hình ảnh sanh trên hoa sen để chúng ta dễ hình dung như là một biểu tượng. Nếu thượng phẩm thượng sinh là giác ngộ liền, thì thượng phẩm trung sinh á, hành giả phải trải qua một tiểu kiếp. Mà một tiểu kiếp ở Tây Phương thì dài đằng đẵng. Một tiểu kiếp ở hành tinh chúng ta trung bình là 70 năm. Một ngày một đêm ở Tây Phương thì đôi lúc bằng đến vài tháng vài năm, thì làm với lại vài chục năm ở cổ Ta Bà. Cho nên ở tình độ thượng phẩm trung sinh, hành giả phải trải qua một thời gian rất lâu dài so với thời gian tu tại cõi Ta Bà này. Hãy nên nhớ điều đó. Nếu tu ở Ta Bà mà chúng ta chuyển hóa hết tham sân si thì việc giác ngộ đôi lúc nó còn nhanh hơn là thượng phẩm trung sinh nữa. 4. Thượng phẩm hạ sinh. A. Yêu cầu hành giả đạt được gần 4 phần trong 4 điều kiện vừa nêu. Riêng về phần thứ 3 thì hành giả tin sâu nhân quả, không phỉ báng kinh đại thừa, phát tâm vô thượng bồ đề. Có nghĩa là hành giả đôi lúc cũng không có cơ hội để đọc kinh, để nghe kinh, thực tập kinh, nhưng mà nhờ sự hướng dẫn của những bậc thầy có kinh nghiệm, cho hành giả vẫn khởi tâm về sự giác ngộ, tức là tâm bồ đề. Tin nhân quả là điều kiện để chúng ta sống đạo đức, phát khởi tâm bồ đề để chúng ta sống với trí tuệ. Và bản chất của các kinh là giúp chúng ta thể hiện được đạo đức và trí tuệ thôi. Cho nên dầu không đọc kinh nhiều nhưng chúng ta vẫn có thể trải nghiệm được cái kết quả của việc đọc kinh. Ở đây nhấn mạnh đến cái tính hệ quả và cái kết quả thực tập. 4. Vãng sinh. Hành giả sẽ được sinh ra trong ao thác bủ, phải trải qua một ngày một đêm thì hoa sen mới nở, 7 ngày sau mới thấy được Phật, tức là thấy được Phật tính. Sau 21 ngày mới thấy rõ được tướng hảo Phật. 3 tiểu kiếp mới đạt được bách pháp minh môn, trụ được bậc quan hỷ địa. Trải qua 3 tiểu kiếp ở cõi Tây Phương nó bằng đến vài chục kiếp ở cõi Ta Bà. Đó là thượng phẩm hạ sanh. Không biết là khi nghe
cái bản kinh này rồi, quý vị còn phát nguyện sanh về Tây Phương hay không? Vì thời gian đó nó quá dài đằng đẵng, đang khi tu tại cõi Ta Bà đó nó lại nhanh hơn. Ở về trên kia mình khi mình sướng quá, an lạc quá, cái mình không muốn tu nữa, hoặc là tu tàn tàn, tu từ từ. Còn ở chỗ nào mà nó khổ đau nhiều đó, tự động người ta mới tu nhiều. Hãy nên nhớ thế. Năm, trung phẩm thượng sinh. A, điều kiện đạt được cũng gần 4 phần điều kiện tiên quyết, nhưng riêng đối với điều kiện thứ 3 thì hành giả giữ được ngũ giới, trì được giới bát quan trai, tu hành tất cả các điều đạo đức và chẳng tạo tội ngũ nghịch, không có bất kỳ một tội lỗi nào. Như vậy ở điều kiện này, hành giả đã hoàn thiện được gần như là trọn vẹn đời sống đạo đức. Mà thấy Đức Phật, ai thực tập trọn vẹn đời đạo đức thì người đó có được chánh niệm và chánh định rất dễ. Và khi thực tập được chánh niệm chánh định thì hành giả sẽ phát sinh được trí tuệ. Chúng ta hãy trở lại ba điều kiện sau của bốn điều kiện giáng sinh được nêu ra ở đoạn đầu. Thực tập đủ các giới hạnh và từ tâm bất sát, tức là hoàn thiện giới ba la mật. Đọc tụng kinh điển đại thừa và phương đẳng, tức là đầy đủ được trí tuệ ba la mật. Tu tập pháp lục niệm, tức là thiền định ba la mật. Như vậy để giảng sanh Tây Phương theo Đức Phật là phải có đủ được đạo đức, thiền định và trí tuệ, gặp ba phương diện chứ không phải chỉ có một mà thôi. Và ở đây Đức Phật nhấn mạnh đến điều kiện hoàn thiện tất cả các điều khoản đạo đức, không còn một tội lỗi về luật pháp và dân sự thì mới có thể nghĩ đến chuyện vãng sinh. B, vãng sinh. Trong tình huống này, đến lúc gần chết, hành giả được một vị tỳ kheo diễn nói các pháp khổ, không, vô thường, vô ngã, tán dương hạnh xuất gia để hành giả xa lìa tất cả các khổ đau trên thân và trong tâm. Đây là phương pháp hộ niệm quan trọng nhất được Đức Phật nhắc nhở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, tức là giúp cho người gần chết thấy rõ được khổ không phải là tôi, sở hữu tôi, tự gần của tôi, và thấy rằng khổ là không có thực tính, khổ mang tính điều kiện, khổ là duyên khởi. Cho nên trong vô thường của khổ, ta phải quán vô ngã để vượt qua khổ đau. Và hoàn toàn điều giải này phù hợp với kinh Vô Ngã được Đức Phật thuyết giảng thứ hai sau bài kinh Tứ Diệu Đế tại Vườn Lai. Ở đây Đức Phật không hề yêu cầu đọc tụng bài kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ hay là bài kinh Niệm Phật Ba La Mật, mà vị tỳ kheo phải tới nhắc nhở về khổ, không, vô thường, vô ngã và tán thán hạnh xuất ly, để cho người đang chết đó, rũ bỏ tình cảm, tình yêu, gia tài, sự nghiệp, tiền bạc và mọi thứ nhiễm đắm trên cuộc đời, nhờ đó mới được giảng sanh nhanh. Kết quả là hành giả thấy và lòng rất vui mừng, tự thấy mình ngồi trên đài Liên Hoa, quỳ chắp tay đảnh lễ Phật, lúc chưa cắt đầu lên liền được giảng sanh Cực Lạc thế giới. Liên Hoa liền nở, lúc hoa sen nở, nghe pháp âm tán thán Tứ Diệu Đế, liền được đạo quả A La Hán, Tam Minh, Lục Thông và Tám Giải Thoát. Nói gì nói, hành giả cũng phải trải qua Tứ Diệu Đế thôi, vì đó là cái con đường độc lộ giúp cho hành giả thoát khỏi sinh tử luân hồi, mà A La Hán mới thật sự đích thực là kết quả thoát khỏi sinh tử. Tam Minh là ba tự giác lớn, Lậu Tận Minh là quan trọng nhất, tức là hết phiền não do trí tuệ chứng đắc. Túc Mệnh Minh tức là giác ngộ được quá khứ bản thân và sử dụng các dữ liệu quá khứ để giáo dục đạo đức,
Thiên nhãn minh là thấy được nhân quả tái sinh của chúng sinh trong tương lai, tức là tin 100% về kiếp sau và nhân quả báo ứng là có thật. 6. Trung phẩm trung sinh. A. Điều kiện: hành giả một ngày một đêm trì giới bát quan trai, hoặc một ngày một đêm trì giới sa di, hoặc một ngày một đêm thọ trì giới cụ túc, hoài nghi tế hạnh trọn vẹn không kém thiếu. Ít nhất là cái ngày cuối đời đó, trải nghiệm được đời sống đạo đức thanh tịnh. Tối thiểu là người đang thực tập tu giải thoát. Bát quan trai giới là giới ngưỡng cửa của người tại gia để tập sự trở thành người xuất gia trong 24 giờ. Sa di là 10 giới đạo đức dành cho người xuất gia tập sự. Cụ túc là giới tỳ kheo và tỳ kheo ni, giúp cho một người xuất gia có thể chuyển hóa toàn bộ tham sân si, nhờ đó giác ngộ giải thoát. Ở đây chúng ta thấy các cấp bậc tu tập giới là đi từ thấp cho đến lên cao. Dầu trên bề bằng ngôn ngữ khác nhau, nhưng nó vẫn được hiểu là đã được trọn vẹn đạo đức ba la mật, tức là không còn một chỗ gì để chơi về nhân cách, đạo đức, phẩm hạnh, có nghĩa là không còn tác tạo bất cứ một điều ác nào. Thì theo nhân quả, người như thế phải được vãng sanh sớm. B. Vãng sinh do huân tu giới hương, hành giả ngay lúc lâm chung thấy thân mình ngồi trên hoa sen liền búp lại, sanh trong ao báo Tây Phương Cực Lạc. Qua 7 ngày, hoa sen mới nở. Hoa nở rồi, mở mắt chắp tay, tán thán Thế Tôn, lắng nghe chánh pháp, hoan hỷ thực tập, mới được đạo quả Tu Đà Hoàng. Trải qua nửa kiếp sau mới thành bậc A-la-hán. Như vậy ở cấp bậc trung phẩm thượng sinh thì hành giả mới chứng được Tu Đà Hoàng thôi, tức là sơ quả thánh A-la-hán, quả thứ nhất. Mà quả thứ nhất ở trong các kinh nói là đã hết được tham sân si. Ở đây đó, ngôn ngữ sử dụng thì có khác, tức là hoàn thiện nhân cách đạo đức từ giới bát quan trai cho đến giới sa di, giới cụ túc, tức là đạt được trọn vẹn giới của người xuất gia thì mới có thể chứng được sơ quả A la hán thôi. Tu tập thêm nửa kiếp nữa ở Tây Phương mới có thể chứng đắc được quả A la hán. 7. Trung phẩm hạ sanh. A. Điều kiện: hành giả phải là người mẫu mực trong việc hiếu dưỡng cha mẹ, làm tất cả các việc nhân từ trong thế gian. Lúc lâm chung gặp được các bậc thiện tri thức hộ niệm. Ai bất hiếu với cha mẹ hầu như là không có cửa sanh Tây Phương này. Và người nào chưa từng làm việc thiện ở thế gian này thì cũng không có điều kiện để giảng sanh Tây Phương. Còn thiện tri thức hộ niệm ở giai đoạn cuối cuộc đời là rất cần thiết. Dĩ nhiên nhắc nhở chúng ta về tứ diệu đế, vô thường, khổ, vô ngã, để chúng ta buông bỏ hết mọi chấp trước. Tiểu tri thức có thể bao gồm là người xuất gia, có thể là những người đồng tu có kinh nghiệm nhắc nhở, khích lệ cho sự thực tập của chúng ta miên mật ở cuối đời người. Như vậy điều kiện này nhấn mạnh đến điều rất là phù hợp với trong kinh A Di Đà: căn lành lớn và công đức lớn. Hai thứ này sẽ giúp cho hành giả đạt được tất cả các việc nhân từ, bao gồm là việc Phật sự. Vì Phật sự là vì đáp ứng lòng từ bi cứu độ chúng sinh. B. Giảng sinh. Đang lúc hành giả được tiền hữu tri thức hộ niệm thì liền qua đời,
Ví như một khoảng thời gian tráng sĩ co duỗi tay chân liền được giảng sanh Tây Phương. Cái động tác co duỗi tay và chân nó rất là nhanh, chỉ diễn ra trong vòng vài giây thôi. Nói một khác là người nào làm tất cả các việc lành, bao gồm các loại từ thiện, cứu nhân, độ thế, Phật sự, phát tâm bố thí, cúng dường và hiếu kính cha mẹ, thì tái sanh liền ngay lập tức, chứ không trải qua cái thời gian trung chuyển hay là bị vướng kẹt lại trong cảnh giới ngạ quỷ. Và điều này cũng hoàn toàn lệ thuộc vào nhân quả đạo đức tu tập mà ra. Qua 7 ngày, hành giả vãng sinh ấy sẽ gặp Bồ Tát Quan Thế Âm và Đại Thế Chí, nghe chánh pháp, tâm hoan hỷ, chứng được quả Tu Đà Hoàng, cũng có nghĩa là sơ quả thôi. Trải qua một tiểu kiếp mới thành được A-la-hán. Như vậy là ở trung phẩm hà sinh, hành giả phải trải qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là chứng sơ quả, giai đoạn 2 là phải tu tập tiếp tục thêm một tiểu kiếp thì mới hoàn thành. Thời gian đó so với một kiếp ở cõi Tây Bà là quá dài, quá nhiều, quá lâu. 8. Hạ phẩm thượng sinh. A. Điều kiện: hành giả nào biết sám hối và chuyển tất cả các nghiệp ác, xấu, tiêu cực, bất hạnh trong quá khứ và không phỉ báng kinh điển Đại Thừa, thì lúc lâm chung gặp được các thiện tri thức giảng các kinh và giúp cho chuyển được các ác nghiệp. Đó là một sự hồi đầu. Loại hành giả này thì có một cái quãng đời quá khứ thì nhúng đen bởi tội lỗi, bất hạnh, tạo nghiệp xấu. Nhưng quãng đời sau, sau khi gặp được Phật Pháp, nhất là được sự hướng dẫn, thì nỗ lực chuyển nghiệp để dừng sự trổ quả của các hạnh nghiệp xấu. Ở đây yếu tố chuyển nghiệp vẫn là điều quan trọng. Khi chuyển nghiệp đúng 100% á, thì chúng ta sẽ có tự động có được căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn thôi. Ngôn ngữ thì có khác, nhưng mà nội dung á, gần như là na ná nhau. B. Giảng sanh. Đức Phật A Di Đà sẽ biệt phái các vị hóa Phật, hóa Quan Thế Âm, hóa Đại Thế Chí đến rước. 49 ngày hoa sen mới nở. Sau đó hành giả nghe pháp, tin hiểu và phát tâm vô thượng đạo, phải trải qua 10 tiểu kiếp thì mới đủ bách pháp minh môn, nhập được bậc sơ địa. Ở trình độ này thì chúng ta thấy là phải trải qua 10 tiểu kiếp, tức là thời gian dài đằng đẵng. Sau khi giảng sanh rồi đó, bị khựng lại tu tập phải một thời gian thật là dài lâu thì mới có thể chứng đắc được sự giác ngộ. 9. Hạ phẩm trung sinh. A. Điều kiện: những người tạo quá nhiều các nghiệp ác, khi gặp được thiền hữu tri thức, vì lòng từ bi giảng chánh pháp, tán dương đạo đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát và tri kiến giải thoát, nghe xong rồi nhất tâm hành trì chánh pháp để được chuyển hóa. Ở đây chúng ta thấy cũng có thể giống với trường hợp thứ 8, nhưng khác nhau ở tính thời gian. Có nghĩa là trải qua hai quãng đời đen tối bởi nghiệp ác, nhưng mà phần 3 cuộc đời còn lại là nỗ lực chuyển nghiệp ở hiện tại. Khi chuyển nghiệp đúng phương pháp thì tất cả các nghiệp xấu sẽ bị đánh lùi thôi. Điều này nó rất là đúng với những cái tình huống sau khi thực tập chánh pháp một thời gian, chúng ta tự thốt lên với sự ngạc nhiên rằng: giá mà tôi gặp được Phật pháp sớm hơn thì cuộc đời của tôi không có khổ đau đến thế. Nghĩa là kể từ khi gặp Phật pháp, việc thực tập đã làm cho chúng ta chuyển nghiệp rất thành công. Và vấn đề chuyển nghiệp nó không nhất thiết là phải thời gian dài đâu. Chuyển đúng phương pháp,
có sự hỗ trợ, chúng ta sẽ có kết quả rất nhanh chóng. Angulimala là một bài học điển hình. Giết 99 người trở thành là kẻ thù của 99 gia đình. Một tên khủng bố, kẻ sát nhân, một người vô lương đã trở thành thánh nhân chỉ sau chưa đầy một năm tu tập theo sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật. Đó là một chuyện rất đặc biệt trong lịch sử. B. Giảng sinh. Hành giả sẽ có mặt trên hoa sen. Mỗi hoa sen sẽ có các hóa Phật, hóa Bồ Tát đến tiếp rước. Phải trải qua 6 kiếp hoa sen mới nở. Quán Thâm Bồ Tát và Đại Thế Chí dùng phạm âm an ủi người ấy, như người ấy mà nói các kinh điển Đại Thừa Phạm Thâm. Sau khi nghe pháp rồi, người ấy liền phát tâm vô thượng đạo. Ở đây chưa nói bao nhiêu kiếp mới thành giác ngộ nha. Phải trải qua 6 kiếp hoa sen mới nở. Cái này trải qua một cái thời gian trung chuyển 6 kiếp. Nở rồi mới bắt đầu nghe pháp, nghe pháp rồi mới bắt đầu tu tập. Còn số lượng kiếp về sau này được giác ngộ thì chưa có nêu rõ cụ thể, tùy theo nỗ lực tinh tấn của mỗi người. Như vậy là thượng phẩm trung sanh là rất dài lâu, mà điều kiện là phải phát tâm vô thượng đạo. Vô thượng đạo nghĩa là tâm bồ đề, tâm giác ngộ, tức là tu tập tự giác. 10. Hạ phẩm hạ sinh. A. Điều kiện: những người tạo nhiều nghiệp ác nhưng gặp được thiện tri thức, dùng nhiều lời an ủi thuyết phục và nói chánh pháp vi diệu, hướng dẫn người ấy niệm Phật dứt tâm bất loạn, thì người ấy có được cơ hội để chuyển được nghiệp và giảng sinh. B. Giảng sinh. Hành giả ấy sẽ ở trong hoa sen suốt 12 đại kiếp mới nở. Một tiểu kiếp nó bằng đến hàng trăm năm ở cõi Ta Bà. Một đại kiếp nó bằng đến hàng vài chục nghìn năm. Biết bao lâu? Rất là dài lâu. Sau đó Quán Thâm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát sẽ dùng âm thanh đại bi vì người ấy giảng nói thiệt tướng của các pháp, và nhờ nói pháp, thực tập pháp mà tội lỗi của người ấy được trừ diệt. Sau khi nghe pháp rồi, hành giả rất vui mừng liền phát tâm vô thượng bồ đề.